mặt bằng địa phố chương trình Lai So di trú thăng tiến thế hệ à, lại một lần nữa chúng tôi xin kính chào đến quý khán giả à, đang theo dõi trên trên cái channel 38.3 của đài truyền hình Việt TV và hôm nay à, cũng lại là một trong những cái thời điểm rất là nóng bỏng khi ông Donald Trump vừa mới ra những cái sắc lệnh à, rất là À, làm cho dư luận cũng như cộng đồng của chúng ta rất là quan tâm. Trước khi vào vấn đề, cũng xin giới thiệu đến quý vị một gương mặt rất là đẹp trai, đó là anh Lê Minh Hải. Mời anh chào khán giả đi anh. Vâng, cảm ơn anh Thomas Trung Nguyễn và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào mà toàn thể quý vị và các bạn ở trên Facebook đang theo dõi chương trình live show Thăng Tiến Thế Hệ. Sau ngày lễ lao động thấy anh Thomas trẻ trung ra và có nhiều năng lực hơn. À, cảm ơn lê minh hải à, cũng đó cũng là đúng đó quý vị bởi vì à, sau một tuần nghỉ ngơi thì à, đương nhiên nó recover cái energy lại thành ra à, có nhiều à, tinh thần và sảng khoái hơn đúng rồi. À, ok thì à, cũng mong quý vị cũng như vậy và luôn luôn sảng khoái à, trước khi à, vào chương trình chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị hôm nay chúng tôi nói về chủ đề chương trình đa ca mà tổng thống donald trump vừa ra xác lệnh vào ngày à, 5 tháng 9 vừa qua và đó cũng là một trong những vấn đề mà rất là liên quan tới cộng đồng Việt Nam cũng như tất cả những di dân trên toàn quốc đang có mặt tại Mỹ đó là chương trình dành cho những em nhỏ à, dưới 16 tuổi mà chưa có giấy tờ hợp pháp thì à, trước khi vào vấn đề xin mời anh Hải à, nói sơ về cái chương trình DACA để bà con mình nắm chút đi anh à, chương trình của chúng tôi hôm nay có hai chủ đề Tuy nhiên cái chủ đề mà nóng hổi nhất vẫn là cái chủ đề Dhaka như anh Thomas Trúc Nguyễn đã à, tường trình với quý vị. À, vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh là chấm dứt cái chương trình này trong vòng 6 tháng tới. Chấm dứt chương trình Dhaka coi như là một cái hành động mà ông đã đáp lại cái à, lúc mà ông tranh cử thì ông nói rằng là ông sẽ à, chấm dứt cái chương trình này. Và sau khi ông thắng cử rồi thì ông nói rằng là ông rất có nhiều tình cảm với những người Đa Ca và mới đây thôi thì phát ngôn nhân của tòa Bệnh Úc cũng nói rằng là ông Tổng thống Donald Trump rất là muốn duy trì chương trình này nhưng mà ngày 5 tháng 9 thì ông hủy bỏ chương trình này và đã gây ra một cái sự phẫn nộ không những là cho cộng đồng Việt Nam mà cho tất cả các cộng đồng di dân trên thế giới bởi vì đây là một hành động mà rất nhiều những nhà phân tích thưa anh Thomas Trúc Nguyễn nói rằng đây là một cái hành động phản bội của của chính phủ Hoa Kỳ. À, như quý vị cũng biết chương trình DACA đã được Tổng thống Obama, à, cựu Tổng thống của nước Hoa Kỳ đã ban sắc lệnh và vào năm 2012 à, cho phép tất cả những em nhỏ dưới 16 tuổi đang không có giấy tờ tại Mỹ được quyền nộp theo cái chương trình DACA để hợp thức hóa cho các em đến trường cũng như làm việc và một thời gian đã được 5 năm và đến hôm nay thì ông Donald Trump đã đưa ra một cái sắc lệnh sẽ hủy bỏ cái điều luật này. Trong 6 tháng tới chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là cái câu hỏi rất lớn cho toàn thể các gia đình liên quan tới chương trình DACA, cho toàn thể những trường hợp mà các em hiện nay đang có cái thẻ đi làm và được cái quy chế DACA thì chúng tôi xin phân tích để các bạn nắm ngay bây giờ đó là những người nào mà sẽ hết hạn từ ngày mùng 5 tháng 9 cho tới ngày mùng 5 tháng 3 tức là 6 tháng tới thì nhanh tay lẹ chân để mà xin gia hạn trong vòng 30 ngày tới tức là tới ngày mùng 5 tháng 10 là các em đó sẽ được gia hạn thêm 2 năm ờ, à, Khoan đó anh Hải, gia hạn là gia hạn cái gì anh? Gia hạn cái yeah. thẻ đi làm bởi vì khi có thẻ đi làm thì sẽ được ở lại đây hợp lệ và được đi làm việc À, có nghĩa là những cái mà cái gọi là work permit, work đúng không permit. Anh? À, yeah, đúng à, phải được gia hạn cho đến ngày 3 tháng 6 2018. Nếu như uh, những trường hợp nào mà cái thẻ đi làm của uh, quý vị hết hạn từ ngày mùng uh, 5 tháng 9 cho tới ngày mùng 5 tháng 3 năm 2018, tức là trong vòng 6 tháng tới mà nó hết hạn thì có quyền gia hạn trong vòng 30 ngày tới. À, à. có nghĩa là những người đó đã nộp vào trong cái chương trình đa ca phải không đã 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 và đang hưởng cái chương trình đó ok mà thì gần à, hết hạn thì có quyền gia hạn yeah, như vậy là quý vị nên lưu ý đây là một trong những cái luật mà họ vừa đưa ra rất là máu chốt có ừ. nghĩa là bà con chúng ta đã nộp đơn vào cái chương trình đa ca và phải lưu ý à, phải hợp pháp những cái hiện tại ví dụ như cái quốc permit hoặc mà như anh lê minh hải vừa cho chúng ta biết phải gia hạn đến cái ngày 5 tháng 3 2018 để được hợp lệ dù rằng cái điều luật này họ sẽ hủy bỏ. Đúng vậy. Và những trường hợp nào mà cái thẻ đi làm không có hết hạn sau cái ngày mùng 5 tháng 3 năm 2018 đó thì không thể nào gia hạn. Và như vậy đó là phải chịu cái sự hết hạn sau khi nó tới cái hạn hạn kỳ không thể nào gia hạn được nữa. Vì vậy trong vòng 30 ngày tới những trường hợp nào mà có cái thẻ đi làm mà hết hạn từ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2017 cho tới ngày mùng 5 tháng 3 năm 2018 là phải gia hạn trong vòng 30 ngày cho tới cái ngày mùng 5 tháng 10 năm 2017 này thì sẽ được gia hạn thêm hai năm. Còn ai mà sau đó mới hết hạn đó thì phải chịu trận thôi, không không thể nào gia hạn được. Vấn đề ở đây là chúng ta kỳ vọng cái gì? Chúng ta kỳ vọng là khi ông tổng thống Donald Trump đã đưa cái vấn đề này cho quốc hội trong vòng 6 tháng tới để quốc hội có thể thảo luận, có thể bàn thảo và đưa ra một cái luật nào đó cho phép các em DACA mà có chừng khoảng 800 trăm ngàn người thưa anh Thomas là tám trăm ngàn người à, là có thể sẽ được cái quy chế thường trú ví dụ thì đó là à, cái điều kiện đó là cái trách nhiệm của 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 quốc hội bây giờ à, theo chúng tôi thấy rằng là để làm một cái luật thì quốc hội phải cần rất nhiều thời gian, 6 tháng không đủ. À, rất cảm ơn Lê Minh Hải đem đến một cái chủ đề rất là nóng hổi và cũng vừa mở ra cách đây có mấy ngày đó quý vị. À, thì trước khi đi sâu vào hơn, xin anh Hải cho biết rằng với những người chưa nộp đơn trong cái chương trình này thì phải làm thế nào sau ngày 5 tháng 9 anh? Những người chưa nộp đơn tức là không có cái sự may mắn rồi. Vì à, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 tức là hai ngày vừa qua À, là ba ngày vừa rồi à, mà không nộp đơn thì à, họ sẽ không hội đủ tiêu chuẩn để nộp nữa. À, coi như là đó, quý vị thấy không? À, từ khi ông Obama đã ký cái sắc lệnh này vào năm à, 2012 thì tính đến nay nó cũng gần được 5 năm nhưng mà đến bây giờ quý vị không nộp thì đó cũng là một cái quá trẻ quá rồi đó quý vị. À, mà chúng tôi đã nói quý vị rất là nhiều lần vào những lần trước mỗi một ngày một phút xảy ra chuyện gì quá đã happen đối với ông đó là chung này chúng ta không thể nào mà lường trước được không tiên đoán trước được vì cứ mỗi ngày là hầu như là ông có một cái chính sách mới và những cái chính sách và liên quan tới cái vấn đề di trú là những cái chính sách rất là bất lợi cho người di dân mà hiện nay cái vấn đề đa ca này là một trong những trường hợp mà nó có thể gây cái sự bất lợi không những cho cộng đồng di dân của thế giới mà còn gây bất lợi cho cả cái nước Mỹ này thưa anh. Yeah. Vì đã có những cái sự phân tích nói rằng là nếu như 800.000 uh, những em mà DACA không có được hưởng cái quy chế tiếp tục để ở lại đây để làm việc và bị trục xuất thì nước Mỹ này uh, trong vòng 20 năm tới sẽ mất 280 triệu. À xin lỗi, 280 tỷ. 80 tỷ. 80 tỷ uh, đó là một cái nguồn lợi tức rất là lớn mà do uh, những trường hợp đa ca làm việc xây dựng đóng thuế uh, ra và và thất thoát một cái số uh, tiền lớn như vậy 280 tỷ thì đó là một cái quyết định không phải nhỏ phải không anh Dạ yeah, yeah. như quý vị cũng biết khi ông Donald Trump vừa lên uh, với cái tháng 1 của năm 2017 ông đã đưa vấn đề này ra liền thì uh, báo chí cũng như dư luận của Mỹ họ đã phỏng vấn các em đông trong cái diện đa ca đa số các em rất là nghẹn ngào rất là đau buồn à, biết rằng à, họ sẽ không biết như thế nào đi về đâu nhưng đối với các em đối với nước mỹ là một quê hương duy nhất đối với họ gần như tuổi thơ họ đã ở đây hết họ cũng không có một cái cảm giác gì đối với thế giới cả và nước mỹ là cái quê hương của họ chính thức mà nếu chương trình này à, được thực hiện thì các em đó là một điều rất là đau buồn cho các em cũng như chúng ta là người lớn cũng sẽ à, rất là lo lắng bởi yeah, vì à, không thể nào để cho các em giống như các em của chúng ta trở về Việt Nam, quý vị nghĩ đi, các em sẽ làm điều gì? Một câu hỏi rất là khó trả lời phải không quý vị? Thứ nhất là các em không biết Việt Nam là là cái nước yeah. nào, thứ hai là các em chỉ biết nước Mỹ là quê hương của các em. Yeah. nói là các em nhưng mà bây giờ cũng đã lớn rồi à, có thể là có một số những trường hợp à, thực sự đó tại là... Vì cái chữ đa ca là, <laughs> là cho đa các em ca thôi. là các em đến từ tuổi thời thơ ấu nhưng mà bây giờ chắc cũng ba bốn chục rồi yeah. à, thì cũng gọi là các em cho nó thân mật à, ở đây đó là người ta nói rằng là chưa bao giờ có một cái quyết định mà có một cái, cái tính chất hết sức là tàn nhẫn yeah. như thế này là bởi vì năm 2012 chính tổng thống Obama Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ Yêu cầu là các em Ở trong bóng tối nên bước ra ánh sáng Luôn cả những cái danh sách Cha mẹ và thân nhân ruột thịt của các em Phải cung cấp cho Sở Dịch chủ Hoa Kỳ Để Sở Dịch chủ Hoa Kỳ cho phép các em Được lưu lại đây hợp lệ và đi làm đi học Rồi bây giờ Năm 2017 ông Tổng thống Donald Trump nói rằng là các em Phải bị trục xuất trong vòng 6 tháng à, Anh thấy đó là một cái sự uh, Rất là ủng ức của yeah. những cái trường hợp này À, nhưng mà xin anh uh, cho bà con mình hiểu lại một điều là tất cả những đương đơn nộp trước ngày 5 tháng 9 đều vẫn có thể uh, ở lại chờ đợi phải không anh? Chờ đợi trong vòng 6 tháng tới thôi. Chờ đợi trong vòng 6 tháng thôi. Đúng rồi, nếu như quốc hội đưa ra một cái luật mới nào đó bảo vệ các em thì các ai mới được ở lại tiếp tục sau cái ngày mùng 5 tháng 3 năm 2018. Có nghĩa là dù đã nộp đơn nhưng mà vẫn chưa được cứu xét vẫn phải ra đi hết phải không anh? Vẫn phải ra đi. Những người đã nộp đơn đã được cứu xét rồi mà không có gia hạn được từ đây cho tới uh, tháng 10 ngày 5 tháng 10 thì cũng sẽ bị hết hạn sau cái ngày mùng 5 tháng 3 năm 2018 hết hạn rồi thì làm gì nữa là đợi quốc hội nếu mà họ không thông qua được là đợi sở di trú tới bắt để mà đưa lên máy bay trục xuất các em thôi à, đó cũng là một trong vấn đề mà như uh, chúng ta hiểu được rằng uh, sẽ làm sáo trộn về uh, tinh thần đối với các em rất là nhiều nhất là các em còn ở trong đang đi học uh, mấy mấy anh mà mấy chị mà lớn chút thì cũng đi phải, làm à đi làm à. không sao nhưng mà à, chúng ta có thể hiểu rằng các có một số các em rất là còn đến trường trong cái high school phải không anh? Dạ đúng vậy uh, rất nhiều uh, những trường hợp thành phần khác nhau uh, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận rằng là có 16 tiểu bang đã đâm đơn kiện chính phủ của tổng thống Donald Trump yeah. về một cái quyết định quá là tàn tàn nhẫn như thế này và trong đó, đó có một số đông các trường đại học nổi tiếng cũng đâm đơn kiện là bởi vì họ sẽ bị thất thu họ sẽ bị những trường hợp những người công nhân của họ là diễn đá ca đang làm việc cho trường bị trục xuất rồi những người học sinh của họ cũng bị trục xuất thì như vậy đó là đâm ra một cái sự thiệt hại rất lớn cho trường ốc cho công sở cho uh, tiểu bang và và có thể nói rằng là cho cái đất nước này à, và sau ngày 5 tháng 9 vừa ban sắc lệnh thì ông cựu tổng thống obama ông cũng đã lên uh, truyền hình và can thiệp cũng cho rằng đây là một cái chính sách uh, có lẽ thiếu sự nhân đạo uh, và có thể ảnh hưởng đến uh, vấn đề cuộc sống và vấn đề kinh tế đối với nước mỹ như anh hải vừa cho chúng ta biết nếu chương trình này uh, mà uh, trở thành một cái điều luật thì sẽ mất 280 200... tỷ. 80 tỷ. 280 tỷ thưa quý vị khán giả. Đó là một cái quyết định rất là lớn. Chúng tôi nghĩ rằng là tỷ phú Donald Trump không không chắc là chưa có đủ 280 tỷ <laughs> mà ông quyết định cái này là mất của của đất nước của, của quốc gia Hoa Kỳ này 280 tỷ thì đó là một quyết định để bảo vệ cho cái việc tranh cử của ông mà nó đã gây ra quá nhiều cái sự phản đối hiện nay cái sự phản đối đó rất gay gắt ở trong quốc hội Hoa Kỳ luôn cả bên phía cộng hòa cũng như là bên phía dân chủ vì vậy chúng tôi sẽ theo dõi sát cái thông tin này để để tiếp tục công bố với quý vị bàn thảo với quý vị trong những chương trình thăng tiến thế hệ uh, tới đây à, như quý vị cũng biết vừa qua một cái vấn đề mà uh, cái cái hội mà uh, chip K okay đó quý vị KKK uh, đã làm cho Uh, nước mỹ hoang mang là trở lại vấn đề phân biệt màu da phân, phân biệt sắc tộc và đã dấy lên một cái luồng dư luận rất là phẫn nộ và hầu hết ai cũng phân, chống đối thì đến như hôm nay nước mỹ của chúng ta hình thành là một hợp trung quốc trong đó gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều có mặt ở đây đó cũng là một cái sự đoàn kết và một cái sự uh, xóa đi những cái giai cấp xóa đi những cái uh, sự cản trở trong sắc tộc để tạo nên nước mỹ một nước hùng mạnh như chúng ta là những người của quốc tịch mỹ chúng ta rất tự hào về điểm đó nhưng đến hôm nay à, lại một lần nữa chúng ta cảm thấy hơi buồn khi chúng ta đặt cống hiến cho nước mỹ dù rằng à, các em trong diện đa ca chưa có thể gọi là một cái công dân mỹ à, chưa được thường trú nhân nhưng ít ra à, họ cũng học hành ở đây họ cũng làm việc ở đây và họ có bao nhiêu cái ước mơ ở nơi này và cũng là một trong những điều làm cho họ cảm thấy hụt hẳn phải không anh dạ yeah, rất là chính xác thưa anh thomas Trong nguyễn cái vấn đề tự hào là một cái việc nó nằm ở trong máu của người hoa kỳ và luôn cả những người nhập cư như chúng ta nhưng mà chúng tôi sau một số lần tiếp xúc với những người sách trưởng tại hoa kỳ những người mỹ da màu hay là da trắng thì hiện nay họ nói rằng là họ giảm thiểu cái vấn đề tự hào họ là công dân hoa kỳ chỉ bởi vì cái xã hội Hoa Kỳ hiện nay rất là rối ren, yeah. mà cái sự rối ren này nó gây ra uh, bởi uh, cái chính phủ hiện nay của chúng ta. Và dư luận cũng cho biết hiện tại đã có một số người là công dân Mỹ đang tìm hiểu về Canada, Úc, Châu và các uh, nước Châu Âu để muốn uh, thay đổi một cuộc sống bởi vì họ cảm thấy uh, tinh thần của họ không được vui. Mà quý vị cũng biết uh, ở Mỹ cuộc sống cái tinh thần rất là quan trọng, vật chất nơi đây nó nó là cái hàng thứ thôi nó không phải là vấn đề, à, cho nên à, đối với họ à, họ cảm thấy đó là một trong những đề mà họ cần phải sống, cần phải thực hiện, cần phải làm liền ngay một vấn đề đó. Nếu như nước Mỹ vẫn trở lại phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da, màu à, phân biệt à, những cái đẳng cấp, thì đó là một trong những điều làm cho họ cảm thấy đau buồn. Bởi vì sao? Họ yêu nước Mỹ là yêu cái điều đó và họ yêu cái sự tự do, yêu cái sự đoàn kết, yêu cái sự thương yêu nhau chính vì vậy mà à, với tổng thống Donald Trump một cái nhiệm kỳ à, chưa được Đây. mới 9 tháng không anh đã làm quá nhiều xáo trộn trong cuộc sống trong tư tưởng thì đó là một trong vấn đề và hy vọng rằng chương trình DACA này sẽ được quốc hội cũng như được tổng thống à, Obama sẽ hết sức can thiệp để hy vọng rằng có những thay đổi vào giờ phút cuối Ở chúng tôi cũng mong như những gì anh Thomas mới trình bày là quốc hội có 6 tháng để có thể đưa ra những cái đạo luật thích hợp cho để can thiệp cho các trường hợp DACA được tiếp tục ở lại Hoa Kỳ, tiếp tục xây dựng một cái ước mơ của các em. Vì DACA là một cái chương trình nhân đạo cho những em đến Hoa Kỳ dưới tuổi vị thành niên và hiện nay vẫn còn dưới thành niên hay là trên tuổi vị thành niên thì quốc gia này là quốc gia số 1 của các em, cho nên không có ai mà nhân danh là là chúng tôi là người sinh trưởng ở đây hay là người công dân ở đây hay là chính phủ ở đây để mà trục xuất các em bởi vì làm như vậy là một điều không đúng là một điều không có uh, hợp tình hợp lý và là nhân danh của một cái sự phản bội thưa anh vì vậy chúng tôi vẫn nghĩ rằng quốc hội Hoa Kỳ sẽ thấy được điều này để mà có thể can thiệp kịp thời cho các em được ở lại, được sinh hoạt, được làm việc ở đây, cho các em thấy rằng là cái giấc mơ Mỹ quốc của các em là một cái việc mà cha mẹ của các em đã làm thì các em không có trách nhiệm và các em phải được thu hưởng những gì mà các em xây dựng lên cho tới ngày hôm nay. À, rất cảm ơn Lê Minh Hải đã mang đến một cái chủ đề rất là nóng bóng cũng như rất là một sự quan tâm trong cộng đồng di dân của thế giới nói riêng là di cộng đồng của Việt Nam thì à, như quý vị cũng à, à, hiểu được rằng cố gắng à, khi nghe được cái chương trình này à, quý vị đang có những cái gì thắc mắc hay là đang ở trong những cái giai đoạn à, nộp đơn hay là bị chưa được chấp thuận hoặc là cần phải gia hạn những cái gì cái gì quý vị hãy cố gắng à, theo dõi thật sát sao à, nếu quý vị có thể tham khảo với luật sư di trú của quý vị còn không quý vị phải nhắc một cú phôn lấy một cái hẹn với văn phòng robert Mueller international anh hải sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ tận tình từng trường hợp của quý vị để còn cái hy vọng nào chúng ta cứ làm còn nước còn tác nhưng quý vị đừng có bao giờ ghép vấp quá sớm như vậy không biết chuyện gì còn 60 ngày phải không anh dạ yeah, còn 6 tháng. À 6, còn tháng, 6, tháng. 6, tháng. 6 tháng, còn 6 tháng thì có tháng. thể quốc hội cũng như à vâng. những cái áp lực của dư luận cũng có thể thay đổi. Đúng vậy. À, quý vị ghi cái số phone của văn phòng Robert Mullins International 408 294 3888 xin lập lại là 408 294 3888 chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hoàn toàn miễn phí cho quý vị, chúng tôi sẽ giúp tất cả những trường hợp nào cần có cái sự gia hạn từ đây cho tới ngày 10 mùng 5 tháng 10 của năm 2017 này chúng tôi sẽ giúp quý vị hoàn toàn miễn phí. Vì vậy quý vị liên lạc trực tiếp với các văn phòng đặc biệt là với cái số phone mà chúng tôi mới đọc 4082943888 để được để được tham khảo, để được lập những cái thủ tục hợp tình hợp lý cho quý vị và đúng với cái thời gian mà hiện nay chính phủ đang cho phép thì quý vị có thể gửi ngay lập tức những cái comment vào cái Facebook mà chúng tôi đang like trên quý vị à, phần 2 sau giờ giải lao chúng tôi sẽ cố gắng lấy ra à, trả lời cho quý vị ngay v bởi vì đây là một trong những vấn đề rất là quan trọng đó quý vị và phần 2 chúng tôi cũng sẽ có một cái chủ đề để trình bày với quý vị là chính phủ của tổng thống Donald trump hiện nay đang muốn giảm thiểu cấp thẻ xanh cho những người chuyển diện ngay tại đất nước hoa kỳ này à, đó là một cái chủ đề nó không mới tuy nhiên nó cũng sẽ làm cho một số những cái trường hợp xin thẻ xanh nó bị chậm trễ và chậm trễ một cách không cần thiết vì giấy tờ thủ tục đã đầy đủ rồi mà phải cần chờ cái ngày phỏng vấn đó, thì cái sự phỏng vấn đó nó có thể sẽ kéo dài một cái số thời gian rất là đáng kể à như quý vị cũng biết vừa rồi chúng tôi đã à, tuần trước cũng đã nhắc nhở quý vị à, là hiện tại Uh, phía ông donald trump ông rất là mạnh tay trong vấn đề mà cấp xét uh, visa uh, và tất cả hầu như những cái chuyển diện cũng tại mỹ này đều phải phỏng vấn thì đó cũng là một trong những vấn đề mà anh lê minh hải uh, trong ngành nghề anh cũng đã thấy rằng nó đã là tốn rất là nhiều thời gian cho những viên chức di trú tại mỹ và họ cũng không đủ thời gian để làm việc chính vì vậy tiến độ cấp xét rất là chậm Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi tập 1 của chương trình Thăng Tiến Thế Hệ của chúng tôi hôm nay. Và xin hẹn quý vị vào, vào chương trình tập 2, tức là chúng tôi sẽ tiếp tục live trên các hệ thống live bây giờ. Và xin được kính chào quý vị và chúc quý vị có được một buổi chiều thứ sáu thật là an vui và hạnh phúc. À, và xin hẹn lại quý vị sau 5 phút dễ lao, chúng tôi sẽ tiếp tục và rất mong quý vị giữ cái channel 38.3 cũng như like trên Facebook để theo dõi chương trình live show di trú của chúng tôi. Xin chào. Tại Robert Mullins International, chúng tôi không chỉ điền đơn để giúp cho hồ sơ của quý vị mà chúng tôi cam kết và bảo đảm chuẩn bị hồ sơ chu đáo trước khi khởi đầu theo dõi từng diễn biến sau khi nộp hồ sơ bổ túc cặn kẽ thủ tục khi có yêu cầu can thiệp đúng mức theo thứ tự ưu tiên kháng cáo đúng tiêu chuẩn và theo dõi hồ sơ cho đến khi có kết quả Robert Mullins International, hãy ủy thác cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả trên đài truyền hình Việt TV vẫn tiếp tục giữ cái channel 38.3 để chào đón chương trình live show di trú thăng tiến thế hệ của chúng tôi. Thì trước khi bước vào chương trình thì cũng xin giới thiệu lại một diễn giả Lê Minh Hải đến từ văn phòng Robert Mueller International. Anh là một trong những gương mặt rất là thân quen trong cái làng di trú tại California cũng như tại Việt Nam cảm ơn anh Thomas và chúng tôi một lần nữa Lê Minh Hải xin thân ái kính chào tăng hộ các quý vị khán giả và các bạn ở trên Facebook. Phần 2 chúng tôi sẽ trình bày với quý vị cũng hai cái chủ đề. Một là một cái xác lệnh mới của tổng thống Obama ban hành cho các bộ ngoại giao của Hoa Kỳ trên thế giới nói về việc phải hết sức là thận trọng để mà xét duyệt những trường hợp du học sinh và uh, cái uh, cái uh, cái chủ đề thứ hai là nói tới cái vấn đề chính phủ Obama muốn giảm thiểu uh, những cái trường hợp cấp phát thẻ xanh cho những người chuyển diện tại Hoa Kỳ. Uh, Obama hay là Donald Trump. Anh? <laughs> Sorry. Yeah, uh, Donald cảm Trump. Cảm cảm <laughs> Chắc là mình uh, mình uh, có nhiều thiện cảm với tổng thống uh, Obama. Yeah. Cho nên khi nói về tổng thống thì cứ, cứ nghĩ rằng là à, Obama tại vì quý vị uh, cũng biết chương trình DACA là chương trình của cựu tổng thống cửu Mỹ tổng thống Obama, uh, Obama ra năm 2012. Thì nên, giờ ông Donald Trump lên uh, thì lại muốn cắt, cắt bỏ, bỏ cái chương trình đó. Yeah. Uh, cho nên uh, ai ai cũng muốn rằng À, là à, những cái xác lệnh mà phù hợp với vấn đề di trú là là do tổng thống Obama ban ra nhiều hơn là là Để do cho nên ông, cứ ông, nhận, ông tổng thống ông bây giờ mình cứ đúng nhớ ông Obama nhớ thôi. <cười> <cười> quý <vị>. à, có <laughs> lẽ à, hiện giờ như quý vị cũng biết Obama được công nhận cái ngày sinh nhật của ông tại bang Illinois oh, có à, nghĩa à. là đó là một sự mến mộ mà yeah. trong hai nhiệm kỳ ông đã đem tới rất là nhiều cái ưu ái à, cho nước mỹ cũng như rất là nhiều cái sự thiện cảm cho thế giới chính vì vậy à, tiểu bang olineo uh, nơi ông à, làm việc trước đó quyết định à, chấp công nhận cái ngày sinh nhật của ông bởi vì cái ngày sinh nhật của ông mà là ông uh, donald trump thời gian đó là một công dân đã tốn rất nhiều những cái công trình để mà đi à, à, sao lục cái giấy khai sinh của ông được coi thử là ông, ông có khai sinh ở Hawaii hay không thì à, cuối cùng rằng là ông ông Donald trump đã thất bại một cách não nề là bởi vì chính à, ông tổng thống Obama là cái người sinh trưởng tại tại Hawaii à, là trong nước Mỹ cho nên có quyền nộp đơn để mà à, tranh cử tổng thống và ông đang đã, đã đắc cử và đắc cử đến hai nhiệm kỳ kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với cái chương trình phần 2 này. thì cái xác lệnh về vấn đề uh, duyệt xét du học sinh nó có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề du học sinh của Việt Nam tới Hoa Kỳ? Uh, dĩ nhiên cái câu trả lời là có, bởi vì uh, trong cái cuốn cẩm nang ngoại vụ của lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam uh, có nói rất rõ rằng là những trường hợp nào mà các em phải thể hiện được rằng là cái mục đích chính của những người du học sinh tới Hoa Kỳ là để học tập, có thành tích và có cái sự có có cái tài chính để ủng hộ cho cái vấn đề du học đó rồi đó thì khi mà đã có được cái cái kết quả học hành thì phải đi về lại quê nhà để mà sử dụng cái mảnh bằng đó tại quê nhà chứ không được phép lưu lại Hoa Kỳ hay là không có cái ý định để mà di dân định cư tại Hoa Kỳ. À, rất cảm ơn lê minh hải đem tới một cái chủ đề cũng rất là à, làm cho cộng đồng việt nam chúng ta luôn luôn lưu ý bởi vì hầu hết à, chúng ta đang có rất nhiều em du học sinh tại mỹ và trước khi anh đi sâu vào hơn thì à, trên facebook có một cô là nhi đỗ cô có một câu hỏi cũng liên quan tới chủ đề này à, hiện giờ à, cô đang có con hay là người thân à, đang là du học sinh à, tại mỹ và cô được biết rằng À, theo như thông tin từ cái văn phòng luật sư ở Cali à, cho biết rằng nếu như không còn đủ khả năng tài chánh để mà tiếp tục du học thì có có thể ở lại xin chuyển diện được ở lại Mỹ hay không? Xin anh Lê Minh Hải cho câu trả lời. À, ở Hoa Kỳ thì như anh Thomas mới đọc câu hỏi và quý vị khán giả cũng biết rồi có rất nhiều những cái văn phòng rất nhiều những cái dịch vụ rất nhiều những luật sư nói là họ biết về vấn đề di trú nhưng mà thực chất là họ học hỏi cái vấn đề di trú thì đúng hơn việc mà các em đang theo học ở bên Hoa Kỳ này và cái trách nhiệm của các em là phải tiếp tục duy trì cái chuyện du học sinh không không được gián đoạn không bị gián đoạn nếu như các em không có đủ tài chánh để mà tiếp tục du học thì các em phải báo cáo cho trường và xin phép trường để được tiếp tục kéo dài cái sự hợp lệ của mình. Còn không có một cái chính sách nào của chính phủ Hoa Kỳ à, là để cho phép các em được à, không có tiền, không có tài chánh để theo học, không có đủ sức để học tập là không có một cái chính sách nào mà do các em được à, chuyển cái diện để mà có thể xin hay là định cư. Đó là một cái tin đồn hết sức hết sức là bất lợi và hết sức là thiếu trung thực. À cảm ơn Lê Minh Hải chia à, như vậy à, một câu à giải đáp cho cái vị khán giả trên Facebook là Nhi đổ à, và hiểu chắc được một điều là chuyện du học sinh không thể nào chuyển bất cứ một cái chuyện như nào khác để được sinh ở lại hợp pháp ở Mỹ. À, như quý vị cũng vừa nghe anh Lê Minh Hải cho biết nếu như trường hợp tài chính của quý vị không đủ thì quý vị có thể à, liên lạc với trường nơi quý vị đang học, họ sẽ có những cái chính sách, những cái những cái file aid là những cái chương trình à, giúp cho các em học sinh à, không có khả năng về tài chính rất là nhiều công ty họ có những cái phân ở trường à, ngoài ra thì quý vị cũng có thể à, trường sẽ tạo điều kiện cho quý vị làm việc tại trường à, rất là nhiều công việc mỗi một cái trường đại học ở mỹ rất là lớn quý vị họ rất là cần những cái nhân lực thì à, điều đó quý vị phải xoay sở để vẫn và tiếp tục theo cái luật của một du học sinh đến mỹ không có một trường hợp nào chuyển diện cũng như không có một trường hợp nào ngoại lệ cả À, rất là chính xác thưa anh, à, điều anh nói rất là chính xác nhất là ở tiểu bang California. À, thống đốc à, của California năm ngoái đã cho phép à, những cái trường hợp à, học bổng và à, những cái à, ngân sách của tư nhân à, cung cấp à, cho các em à, đang có một cái sự học tập rất là tốt nhưng mà thiếu về cái vấn đề tài chính được nhận những cái sự giúp đỡ đó. À, cho nên à, cái vấn đề đến Hoa Kỳ để mà du học là một cái sự kiện rất là tốt đẹp cho các em vì vậy các em du học sinh phải uh, trân quý cái diện đó của mình để duy trì cái diện đó của mình uh, tới ngày học tập có kết quả đừng bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ có uh, những cái sự chọn lựa thứ hai mà vơi đi uh, cái vấn đề học tập của mình thì đó là một cái việc hết sức là là không nên làm à, như vậy là quý vị hiểu rằng À, hiện tại vấn đề du học sinh thì à, những cái đương đơn vẫn bình thường đương nhiên đối với thông tin mới à, và anh lê minh hải vừa cho chúng ta biết ông muốn thông báo đến với các lãnh sự mỹ tại các nước trên thế giới hạn chế cũng như rất là khắc khe trong vấn đề du học sinh và để đi sâu so vào hơn một chút thì à, lâu nay vấn đề du học sinh thì à, quý vị khi đã được lãnh sự à, cấp visa mỗi một à, niên học là một năm sau quý vị à, hết à, một năm thì quý vị vẫn có thể ở mỹ và có những cái giấy xác nhận của trường vẫn được gia hạn tại Mỹ thì như vấn đề này có cái gì thay đổi và khác biệt không anh? Xin anh cho bà con mình để hiểu rõ hơn và để có một cái sự chuẩn bị cho con em chúng ta. À, cái trường hợp mà các à, du học sinh mỗi lần nhận một cái visa là có giá trị một năm thì à, qua bên Hoa Kỳ à, học tập và, và nếu như cái visa nó hết hạn thì các em à, nên trở lại Việt Nam vào với lãnh sự để xin một cái visa mới có giá trị một năm mới rồi qua lại và tiếp tục học tập. Tuy nhiên có nhiều trường hợp các em không muốn về nữa mà chỉ muốn là huy động tất cả mọi cái sức lực cũng như là thời gian để ở lại bên Hoa Kỳ này để học thôi thì ngay cả cái visa nó có hết hạn đi nữa mà các em vẫn tiếp tục học ở đây một cách liên tục và không bị gián đoạn thì cái, cái, cái diện của các em vẫn được duy trì, vẫn hợp lệ ở bên Hoa Kỳ này. Và 4 năm sau hay là một thời gian sau, các em học xong, thì các em sẽ nhận một uh, cái uh, thẻ đi làm, tức là để thực tập một năm. Và uh, trong thời gian thực tập đó, uh, có thể uh, những cái, uh, cái, cái công ty họ, họ thuê mướn đó, họ có thể, thể thâu nhận cho các em được ở lại làm việc. Thì đó là cái mục đích tối cao của những du học sinh và khi nhận được có cái công an việc làm rồi đó cũng có thể là cái cơ sở đó hay là những cái cơ sở khác mà thích và à, chú trọng tới cái tài năng của những người à, du học sinh đã thành tài này rồi đó cũng có thể can thiệp cho các em có được à, một cái sự thường trú chuyển diện ở Hoa Kỳ à, như vậy thì chúng ta hiểu được rằng trong cái diện du học sinh vẫn bình thường đương nhiên à, đang à, có một cái chính sách của tổng thống Donald Trump là sẽ khắc khe hơn trong vấn đề cấp xét visa cho du học sinh khắc khe ở đây là gì như anh Lê Minh Hải cũng như chúng tôi vừa cho quý vị biết đó là vấn đề muốn quý vị con em của quý vị phải học tập thật sự ở Mỹ thì đó cũng là một trong vấn đề mà các em đang học hãy hết sức chú tâm phải cố gắng học cho có những cái thành tích và học cho theo cái cái thời gian hết sức là bình thường đừng có quá bị trẻ nải hoặc là không theo kịp hay là bị gián đoạn. gián đoạn thì đó cũng là một trong những cái lý do À, phía sở di trú Hoa Kỳ họ cũng sẽ không cấp tiếp cho quý vị hoặc là các em trở lại Việt Nam xin tiếp gia hạn nữa chưa chắc họ đã cho bởi vì họ thấy con em của chúng ta không có chú tâm trong vấn đề học đó là một trong những điều à, chúng tôi muốn nhắc đến các em học sinh cũng như các phụ huynh à, nhắc nhở các em phải dồn hết tâm huyết thời gian để học sau đó rồi làm gì làm phải không anh vâng chính xác và có một số trường hợp cũng không phải nhỏ là các du học sinh bởi vì một cái lý do là vô tình thôi chứ không cố ý là học bị cái điểm xấu không lên lớp hay là bị drop out khỏi một cái lớp nào đó thì nó không còn là toàn thời gian nó thiếu cái số tính chỉ cho nên là cái cái hệ thống họ báo cáo lên cho sở di trú và sở di trú lập tức là gạt bỏ cái tình trạng du học của các em nếu như không khám phá ra được cái vấn đề này trong vòng 5 tháng để xin được tái phục hồi lại cái quy chế du học sinh thì các em vĩnh viễn sẽ không được thừa nhận là du học yeah. sinh nữa và đó là một trong những cái sự bất lợi về cái vấn đề tiếp tục sinh hoạt ở đây tiếp tục lưu lại đây và rất là có nhiều trường thì họ sẽ không có đồng ý để cho các em tiếp tục theo học À, như quý vị cũng biết về giáo dục của nước Mỹ, thì mỗi một tiểu bang nó có những cái quy luật rất là khác nhau, à, tùy theo cái trình độ của học thức của mỗi tiểu bang, à, mỗi trường nó đều có sự khác biệt hết, nó không giống như Việt Nam là theo một cái một cái chính sách, một cái phương án của toàn quốc, còn riêng ở Mỹ họ à, nó theo mỗi tiểu bang, theo mỗi cái à, trình độ học vấn. Thì à, như quý vị, đa số chúng con em của chúng ta đang ở tiểu bang California thì một trong những cái tiểu bang về vấn đề học vấn rất là cao. Thì đó cũng là một trong những vấn đề à, các em học cũng rất là khó hơn tại chương trình nó cao nhưng cố các em hãy cố gắng à, dù rằng là các em đến không có nhiều thời gian để mà học tiếng Anh trước thì cái điều chăm chỉ của của các em nó sẽ bù lại những cái vấn đề khó khăn đó. Thì à, như quý vị cũng biết chúng tôi đang nói về vấn đề di trú liên quan tới những visa của du học sinh thì cái điều hết sức à, ở trong nước là sở di trú của Mỹ cũng như các lãnh sự quán Mỹ tại nước ngoài họ cũng chỉ chú trọng một điều là thành tích học tập của các em mà thôi. Bây giờ chúng ta có một vị khán giả ở trên đường dây xin quý vị đặt câu hỏi cho chúng tôi ngay bây giờ xin mời ạ. Alo à, cho tôi xin hỏi những tôi có một cái người quen à, những đứa con có hai đứa con đi du học qua đây. Còn ở dưới cái lứa tuổi mười uh, lăm Và Tại sao một cái người mẹ có thể đi Qua đây có thể uh, Ở lại đây để mà Đi làm mà có thể hỗ trợ cho Những đứa con đó Đi với cái diện như thế nào Và đi qua đây ở một cái Cái di cái, trú cái, cái như thế nào tôi hơi thắc mắc cái điều đó Vâng à. Vâng, chúng tôi rất là hiểu cái sự thắc mắc và rất là cảm ơn chị. Xin được gọi chị cho có thân mật. Vì mỗi trường hợp là mỗi khác nhau. Những trường hợp chúng ta có con em đi du học ở bên Hoa Kỳ này thì cái việc học của các em phải được bảo đảm và phải được duy trì. Đó là cái việc chắc chắn mọi gia đình đều phải hiểu. Còn cha mẹ của các em có được phép để qua thăm các em không? Câu trả lời là có. Nếu như có xin một cái visa chiếu kháng với lãnh sự Hoa Kỳ rõ ràng nhưng mà nếu như đó là cái chiếu kháng để du lịch thôi thì không được làm việc à, nếu là bị bắt gặp làm việc không hợp lệ à, và à, bị bị à, bị à, có những cái bằng chứng đó, đó thì có thể sẽ bị truy tố thu hồi cái visa du lịch và có thể sẽ bị trục xuất trở lại Việt Nam cái người mẹ à, cho nên chúng tôi không biết được chắc rằng là cái người mẹ đó đi làm có giấy phép hay không hoặc là người mẹ đó có giấy phép tức là người mẹ đó có những cái tiêu chuẩn ví dụ như là cái tiêu chuẩn để xin cái chiếu khoán công việc H1B, tiêu chuẩn xin cái chiếu kháng đầu tư L1 hay là tiêu chuẩn xin cái chiếu kháng EB5 là đầu tư thì người mẹ đó có thể có những cái tiêu chuẩn đó để đi làm việc ở bên Hoa Kỳ này. Cho nên cái sự thắc mắc của chị là hợp lý nếu như là người mẹ đó mà dùng cái chiếu kháng du lịch để đi làm việc thì đó là một cái sự vi phạm rất là quan trọng. À, rất cảm ơn Lê Minh Hải và xin nhắc lại cái chủ chú ý, uh, ý trong cái chính cái câu hỏi của cô, thì uh, của chị thì vấn đề nếu như uh, người cha mẹ đó đến đây bằng cách du lịch thì hoàn toàn không được làm việc bởi vì không thể nào phía Mỹ họ cấp cho một cái work permit được chỉ ngoại trừ ba cái trường hợp visa uh, quý vị có thể uh, apply vào đó là cái diện S, uh, 1 H1, b 1 b và L1 và EB5, EB5. chỉ có ba cách đó thì quý vị mới có thể làm việc ở Mỹ để có một cái tài chánh nuôi uh, con, nuôi con học thôi yeah. à, rất cảm ơn uh, vì uh, vừa rồi đặt một câu hỏi rất là hay rất hay à, cũng có một uh, câu hỏi khác uh, đã đặt cho chúng tôi là du học sinh đến hoa kỳ uh, có được đi nhập uh, nhập ngũ không tức là có được đi à, lính được, không đi lính đó đi ừ. lính mỹ đó quý vị yeah. Uh, yeah. À, thì cái câu trả lời là muốn được đi lính mỹ là phải có thẻ xanh thì mới được đi lên Mỹ và khi có thể xanh đi lên Mỹ thì có thể quân đội Hoa Kỳ họ sẽ can thiệp cho vào công dân Hoa Kỳ sớm hơn. Đó là một cái điều đặc biệt. Chứ còn không có thể xanh là không có được đi đi lính, không được nhập và ngủ. Khi quý vị có được cái visa của các công ty nhận thì quý vị có thể có thể xanh thì lúc đó mình apply vào đi lính Mỹ đó quý vị. Và cái chủ đề kế tiếp chúng tôi đã hứa với quý vị là phải trình bày ngay với quý vị là hành pháp của Tổng thống Donald Trump muốn là giới hạn cấp thẻ xanh cho một số những cái trường hợp xin chuyển diện tại hoa kỳ đây là một trong những điều mà nó sẽ gây ra rất nhiều cái vấn đề chậm trễ cho vấn đề duyệt xét xin thẻ xanh quý vị đến hoa kỳ với một cái chiếu kháng hợp lệ và có những cái diện ưu tiên để xin chuyển qua thường trú thì trước đây đó là nếu có đủ thủ tục nếu có đủ cái giấy tờ và cái sự hợp lệ là nộp hồ sơ vào và họ sẽ xét trên hồ sơ đó họ gửi luôn về cho cái thẻ xanh không cần phải phỏng vấn nhưng mà bây giờ với cái sắc luật mới này của tổng thống Donald Trump tức là ông ta yêu cầu tất cả mọi diện xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ đều phải được phỏng vấn bởi vì thứ nhất là lý do an ninh thứ nhì là muốn giới hạn cái vấn đề xin chuyển diện ở bên Hoa Kỳ này chuyển diện ở bên Hoa Kỳ này cũng như là quý vị đi đường tắt thay vì ở lại tại Việt Nam để chờ đợi một cái hồ sơ tới hạn kỳ của mình thì quý vị qua đây để du lịch và sẵn diện một công hai ba chuyện chuyển diện luôn thì cái xác lệnh này nó sẽ ảnh hưởng tới cho những người chuyển diện tại Hoa Kỳ không những là ảnh hưởng tới cái vấn đề chậm trễ mà sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề duyệt xét để biết được cái tình hình an ninh của cá nhân có phù hợp để nhận được cái thường trú ở Hoa Kỳ hay không À, rất cảm ơn Lê Minh Hải đưa thêm một chủ đề vào cuối giờ của cái live show hôm nay. Đó cũng là một trong vấn đề À, rất là nhiều trong với hiện tại đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta đang ở Mỹ à, sau khi mình nộp hồ sơ và xin ở lại Mỹ để chờ xét duyệt cái diện nhập cư hợp pháp thì à, như vậy quý vị lưu ý à, theo như chính sách của ông Donald Trump vừa ban hành thì có lẽ thời gian sẽ kéo rất là dài bởi vì tất cả đều phải interview hết đều phải phỏng vấn thì à, nhân viên của sở di trú họ cũng không thể nào à, thêm đôi tay để họ làm việc nhiều hơn nữa thì chính vì vậy à, quý vị phải lưu ý một điều trong thời gian chờ đợi quý vị phải gia hạn tình trạng visa cũng như tình trạng lưu trú của quý vị phải được hợp pháp hợp lệ cho đến thời gian quý vị được phỏng vấn đó là một trong những điều chúng tôi luôn nhắc nhở quý vị à, đừng bao giờ cứ đoán rằng à, À, tới đó tôi sẽ phỏng vấn rồi tôi không cần nữa thì nó sẽ trục trặc đó, quý rất là bất lợi đúng và rất là bất lợi à, chắc là quý vị đã biết rằng là nhiều chính sách đưa ra để hạn chế vấn đề di dân hạn chế về vấn đề à, du học sinh hạn chế à, vấn đề bảo lãnh nhưng mà chưa có một sắc luật nào đưa ra để hạn chế vấn đề đem tiền tới Mỹ đầu tư. <laughs> Hôm nay là ngày 8 tháng 9, ngày 30 tháng 9 này là chúng ta chỉ còn 22 ngày nữa thôi à, thì cái chương trình đầu tư EB5 sẽ có thể à, được gia hạn hoặc là gia hạn với cái luật cũ hoặc là luật mới thì à, văn phòng Robert Molin xin nhắc nhở quý vị nếu như à, quý vị nào có cái nhu cầu muốn đi đầu tư, muốn đi định cư tàu Hoa Kỳ theo à, một cái cách thức mà được hoan nghênh Tổng thống Donald Trump cũng đang sử dụng cái cách thức này cho uh, những cái công trình của ông, uh, cho nên ổng không đưa ra xác lệnh nào uh, để hạn chế việc này hết. Thì liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn lập những cái thủ tục EB5 uh, rất là có uh, cái sự bảo đảm an toàn cũng như là có kết quả. À, như vậy chỉ còn lại khoảng gần 22 ngày, 20 ngày để quý vị apply cho cái chương trình EB5 program và ngày 30 tháng 9 sẽ là ngày uh, công bố có thể gia hạn tiếp như vậy hay không hoặc có thể tăng cái số tiền đầu tư lên thì à, anh hải vừa đưa ra cái chương trình này cũng gần đến cái giờ cuối rồi thì à, cũng có một câu chuyện cũng có một câu hỏi vui của một cái vị khách nói tại sao à, trục xuất thì phải đòi hỏi giấy tờ đủ thứ à, hay là xin vào visa cho những diện này đòi hỏi quá nhiều khắt khe tại sao đi diện đầu tư không có đòi hết trơn nha quý vị, chỉ có, đòi, chỉ đòi tiền. Chỉ có đòi tiền thôi. Đòi tiền thôi. <cười> <cười> vâng chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi cả hai tập và uh, uh, chương trình hôm nay uh, Thăng Tiến Thế Hệ. Xin thành thật cảm ơn uh, sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị uh, một uh, cuối tuần thật là an lành hạnh phúc bên người thân. À, và uh, rất cảm ơn quý vị luôn theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Live Show tuần tới. Tại Robert Mullins International, chúng tôi không chỉ điền đơn để giúp cho hồ sơ của quý vị mà chúng tôi cam kết và bảo đảm chuẩn bị hồ sơ chu đáo trước khi khởi đầu theo dõi từng diễn biến sau khi nộp hồ sơ bổ túc cặn kẽ cả thủ tục khi có người cầu can thiệp đúng mức theo thứ tự ưu tiên kháng cáo đúng tiêu chuẩn và theo dõi hồ sơ cho đến khi có kết quả Robert Mullins International hãy ủy thác cho chúng tôi